các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Năm 2020 thật sự là cú bẻ ngoặt với mỗi người, dù đang thông dong mỗi ngày hay đang bước thật nhanh trên đường đời, tất cả phải tạm dừng và nhìn lại. Cú bẻ ngoặt ấy tưởng chừng tồi tệ, nhưng nếu nhìn nhận qua lăng kính tích cực, chúng ta sẽ nhận thấy những thông điệp và bài học quý giá để tự tin bước đến tương lai rộng mở phía trước. Đã có những bạn trẻ đi qua năm 2020 như thế và Khuất Minh Thu Trang là một trong những bạn trẻ đó. Minh Thu Giang, sinh năm 1998, là một cô gái trẻ đã bước thật nhanh. Khi mới 17 tuổi, Giang được 6 đại học cốc đầu Anh, Mỹ chào đón cùng với những suất học bổng danh giá. Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập, Thu Giang đã thực hiện được hoài bão của mình khi tổ chức thành công hội thảo mô phỏng Liên Hợp Quốc mang tầm cỡ quốc tế cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam. Điều hành mô hình này trong vai trò sáng lập như tổng thư ký, Thu Giang đã là một trong những người tiên phong mang mô hình hội thảo quốc tế này về Việt Nam, làm tiền đề lan tỏa các hội thảo tương tự trong giới trẻ học sinh, sinh viên Việt Nam ở các tỉnh thành những năm sau đó. Chính nhiệt huyết và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ của Thu Giang đã khiến cô trở thành một trong 20 nhân vật tiêu biểu của giải thưởng Piroser Hoa 2016. Quốc minh Thu Giang. Sau những giật dở của tuổi 17, bước sang tuổi 18, Giang lên đường sang Anh du học ngành luật và trải nghiệm cuộc sống học tập như bao du học sinh khác. Tuy không có điều kiện để thực hiện các ý tưởng hoạt động xã hội như trước đây, cũng như không còn xuất hiện nhiều trên báo chí như trước, song Thu Giang vẫn lặng lẽ thực hiện hành trình riêng rất ấn tượng. Ngay khi vừa học xong năm hai đại học luật bên Anh, cô đã được nhận vào làm việc tại hãng luật tốt đầu thế giới hãng luật nhận Thu Giang vào làm là công ty mơ ước của các sinh viên ưu tú với mức lương khởi điểm cao tốt một thị trường Anh. Đồng thời công ty cũng đã trao học bổng toàn phần cho Thu Giang học tiếp lên thạc sĩ trước khi chính thức làm việc tại hãng. Mọi việc sẽ tuần tự xảy ra như vậy nếu dịch Covid không đến và thay đổi toàn bộ kế hoạch ban đầu của mình, Giang nói và không cố che giấu đi sự tiếc nuối đằng sau, vì chẳng ai muốn thay đổi lộ trình nếu như nó đang phăm phăm tiến về đích và buồn hơn nữa khi trang phải chứng kiến nước Anh vào thời điểm ấy đến tận bây giờ không còn là thế giới trong cổ tích, miền đất hứa hay thành phố của những tham vọng. Mọi thứ đã khác xưa. Trang quyết định để lại mọi tham vọng ở Anh và về nước vào đầu năm 2020. Đó một sự lựa chọn khó khăn, vì khi chọn một điều nào đó thì đồng thời phải từ bỏ điều còn lại. Các lại ước mơ cháy bỏng niềm tự hào vinh dự khi là sinh viên nữ Việt Nam được nhận vào làm tại trụ sở chính ở London của hãng luật danh giá tốt một ngay từ năm đại học thứ hai, Giang đã chọn sức khỏe và gia đình. Từ những trải nghiệm trong một năm đầy biến động, khi được hỏi, Giang vui vẻ chia sẻ những bài học mà cô đã rút ra cho bản thân, điều mà có thể Giang chưa từng thật sự nghĩ đến, hay nghiêm túc cân nhắc trước đây khi còn đang mãi miết chạy theo giấc mơ khi đã về nước và tạm hoãn lại với ước mơ làm luật sư ở anh giang nhận thấy không có gì trong công việc là chắc chắn hoàn toàn nếu mình chưa nắm lấy sợ thấy lúc mọi thứ yên bình mình nghĩ rằng chỉ cần cố gắng các cột mốc trong cuộc sống sẽ đi theo kế hoạch sau những trải nghiệm của năm vừa rồi giang hiểu rằng trong công việc bạn sẽ luôn phải thay đổi theo môi trường xung quanh và không có thành công nào đảm bảo là mãi mãi ngoại quan có thể làm thay đổi bất cứ kế hoạch nào nhưng cái bạn luôn luôn có trong hành trang chính là những kiến thức và kỹ năng đã học được trên ghế nhà trường và từ những trải nghiệm của bản thân. Những kiến thức và kỹ năng đó sẽ giúp bạn tìm ra lối đi cho bản thân trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Vào cuối tháng 3, Giang vẫn đang đi học và ở giữa tâm dịch tại trung tâm London. Lúc đó, London khủng hoảng lương thực và nhu yếu phẩm bị mua tích trữ hết sạch, nhiều người không có để ăn. Khi đó, mình hiểu rằng mình cần phải trở về nhà thế giới quanh mình như đảo lộn hoàn toàn và tất cả những tham vọng về ánh hào quang của tương lai biến mất lúc đó rang chỉ mong được đoàn tụ với gia đình bằng bất cứ giá nào và quyết định bay ngay ngày hôm sau được về với việt nam yên bình đi cách ly tập trung và được nhìn thấy bố mẹ đứng vẫy ở hàng rào ngoài khu cách ly là hạnh phúc lớn nhất chắc chắn những người con xa quê cũng như rang khi máy bay đáp xuống lãnh thổ việt nam cảm giác trong tim như vỡ hòa biết rằng sắp được về nhà sau chuyến bay dài và đi cách ly tập trung theo quy định, Giang càng thấm thía được ý nghĩa của hai chữ gia đình. Được ăn mâm cơm có đủ bố mẹ và các em, cả nhà nói chuyện vui cười dôm giả, Giang cảm thấy quá may mắn. Tuổi trẻ thường mãi mê với những hoài bão trong công việc, học tập và các mối quan hệ bên ngoài để tìm chỗ đứng cho bản thân trong xã hội. Nhưng phải gặp khó khăn rồi, mới nhận ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ của bố mẹ và nhà luôn là nơi để trở về che trở cho ta khi dông bão ngoài kia năm vừa qua là một năm quá nhiều biến động đối với tất cả mọi người với nhịp sống nhanh như quãng thời gian trước sẽ có những lúc ta dễ dàng bỏ quên bản thân với những vướng bận hàng ngày nhịp sống ở london vô cùng bận rộn khi ở trong vùng quay đi học đi làm gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc giang từng trải qua cảm giác không có thời gian dành cho bản thân nhưng khi trải qua những ngày sống chậm trong thời gian giãn cách xã hội Giang nhận ra chính những thời gian tỉnh mới là lúc mình phát triển bản thân được nhiều nhất. Giang nghĩ rằng dù có bận đến mấy, hãy ưu tiên thời gian cho bản thân mình. Cách thể hiện tình yêu bản thân của mỗi người mỗi khác, có thể là tập thể dục, chơi một vài bản nhạc, hay nấu một bữa ăn thật ngon. Đối với Giang, đọc sách và nấu ăn là cách mình chọn để sống chậm lại và tách bản thân ra khỏi những lo lắng thường nhật để tiếp thu những cái mới và suy nghĩ về những gì mình mong muốn trong cuộc sống sẽ có những lựa chọn rất khó và ai cũng có lúc phải đối diện với chúng trong từng giai đoạn cuộc sống những lúc ấy giang nghĩ rằng thái độ tích cực rất quan trọng khi lựa chọn về việt nam hay tiếp tục ở nước ngoài trong mùa dịch thay vì kẻ bản phân tích cái được cái mất giang coi đây như một cơ hội để được sống cho bản thân giang đã đặt cho mình hai câu hỏi để tự trả lời mình luôn muốn có cuộc sống cân bằng với gia đình ở bên hay đặt thành công trong công việc trên hết Hãy coi sự lựa chọn trong khó khăn như là một cơ hội, thay vì là một điều tồi tệ mệt mỏi, sẽ giúp quá trình ra quyết định dễ dàng hơn. Thật sự Giang nghĩ rằng khi quyết định làm nghề gì, ở đâu hay kết hôn với ai, không có lựa chọn nào là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Mỗi quyết định sẽ giúp hình thành con người mình, nhất là đối với những bạn trẻ như Giang đang đứng trước các ngã dễ khác nhau. Nên hãy tự tin trong các quyết định của bản thân và vui lên vì bạn đang tự làm chủ cuộc sống của mình trở về sau những năm ở nước ngoài giang cảm nhận được rõ nhất tốc độ thay đổi và phát triển ở việt nam thật sự không phải đi đâu xa vì có rất nhiều tiềm năng ở trong nước các bạn trẻ lại vô cùng nhiệt huyết và giỏi thị trường của nước ta thì luôn đà tăng trưởng kể cả khi thế giới đang chịu ảnh hưởng kinh tế nặng nề của dịch giang nghĩ sau năm vừa rồi việt nam sẽ ngày càng trở thành môi trường đầy cơ hội năng động và là điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ trong nước và từ nước ngoài trở về sau khi hoàn thành việc học thạc sĩ mình đã chuyển từ hà nội vào sài gòn sống và trải nghiệm thêm môi trường mới trong thời gian này ở việt nam giang đang theo đuổi dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đang trong quá trình kết hợp với những bạn trẻ có cùng đam mê dự án hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình giáo dục thực sự ưu việt chắc lọc từ thực tiễn thành công trong học tập và phát triển bản thân trong môi trường việt nam và quốc tế sử dụng mô hình đào tạo tiên tiến nhất Mong rằng dự án của Trang cũng sẽ góp phần vào sự phát triển và nuôi dưỡng thế hệ trẻ của Việt Nam với những kỹ năng tuyệt vời của công dân toàn cầu, đưa các bạn đến với thành công tại bất kỳ môi trường nào.